Rồi, xin chào anh em. Thì sáng hôm nay em trước tiên là hôm nay em test con main của Acuphase dòng Pro 5 nha. Dòng Pro 5. Em gửi cho bác khách ở Hà Nội. Thì bác khách này đã mua của em nguyên bộ combo gồm có con Amply Denon 2300 mã R, một con giải mã DMD 1000 và đôi loa BVK 704 nha. Thì sáng hôm nay bác chốt luôn con main Pro 5 để bác chơi karaoke nha. Thì đây là con hình ảnh con men của bác đây, còn rất là đẹp. Trong cái lô này em về thì rất là đẹp nha. Đấy. Rất là đẹp, những con này về toàn là hàng đẹp thôi. Đây thì nó cũng khá quen rồi, em sẽ test nhanh để đóng gói kịp cho các bác nha. Và clip sau sẽ là hai con này của một bác khách cũng ở Hà Nội, bác đã chốt hai con luôn nha. Thì đối với Rồ 5 thì anh em đã biết rồi, nó là cái dòng mà size khủng trong dòng mà men công suất dành cho sân khấu. Nó sẽ có Rồ 2, Rồ 10, Rồ 6. Có nhiều anh em thấy là Rồ 6 á nó sẽ size nhỏ hơn. Đèn thì nó quay ngang qua không đẹp bằng những con Rồ 5 này, nhìn không có gấu, nó mỏng hơn. Nhưng mà có nhiều anh em cho là Rồ 6 lại lớn hơn thì không có đâu. Nếu mà Rồ 6 lớn hơn thì tại sao Rồ 6 nhập lại giá rẻ hơn? Thứ nhất là không 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 có bằng thôi. Chất âm cũng con Rồ 6 cũng là 40 sò ha, 40 sò. Nhưng mà con Rồ 5 cũng là 40 sò. Nhưng mà thiết kế tăng phô và tụ của con Rồ 5 gấu hơn của con Rồ 6 nhiều. Từ đó anh em sẽ biết được cái nội công của thằng Rồ 5 nó như thế nào. Thì anh em cứ tưởng tượng giống như những con Marantz, Marantz BM16, BM17 lên đến BM19 thì cái size mỏng hơn, giá lại rẻ hơn. BM16, BM17 vẫn giữ giá và vẫn hot anh em nhé, nội công vẫn BM16 vẫn hay hơn. Đấy, đó là lý do tại sao mà những con đời trước nó lại cao hơn, mắc tiền hơn đời sau, nó là vậy. Rồi thì tới đây em cũng xin test nhanh ha. Thì hôm nay em sẽ test một đoạn rumba và em xin nhắc giá lại một lần nữa. Thì Acuphase Rồ 5 sẽ có giá là 25 triệu đồng bao ship toàn quốc anh em nhé. Và tổng cộng lô của em là được 8 con, thì em đã về 4 con ngày hôm qua, một con hôm nay, ba con là 4 con, thì còn lại khoảng 4 con từ từ về. Anh em nào yêu thì hãy chốt trước, đặt trước nha. Hàng này thì đa số là các anh em đã đặt trước không, cho nên về mà đi giao liền thì em không có giao được nha, thì anh em đã đặt đó rồi. Anh em nào yêu thì hãy phone cho em trước nha. Công suất của em này chạy từ 880W cho đến 1500W tiền, thì theo là anh em ghép mono hay là ghép CT. Còn bác khách nào chơi hai con này thì chúng ta chỉ cần ghép cầu qua mono đánh là tuyệt vời luôn. Công suất lên đến 1500W. Rồi chúng ta chơi CT là hai kênh thì nó sẽ là 880W, đó rất là khỏe. Về chất âm thì cũng anh em đã biết Acuphase là dòng chất âm được đã được khẳng định trên thị trường, mặc dù nó là men cho sân khấu, nhưng mà hôm nay em đang ghép với nó là một con loa HBM 150 bass 40, công suất là 200W, dòng Pioneer kết hợp giữa hãng JBL để xuất cho thị trường Mỹ sử dụng nha, nên chất âm nó là chất âm của Mỹ chứ không phải là chất âm của Nhật nữa. Anh em lưu ý thì Acuphase ghép với JBL là tuyệt vời. Ở đây em sẽ mời anh em nghe thử một đoạn rumba nha. Rumba thì những con này cái nấc đầu tiên nó sẽ lớn ha, và những nấc trên sẽ từ từ lại anh em nhé. Đây là một cái, này là em đang đánh direct trực tiếp từ giải mã xuống nha, không qua bắt ép gì cả.
rồi, thì em cũng xin kết thúc clip ha. Thì em còn khoảng 4 con nó đang về, anh em nào có nhu cầu hay đặt trước cho em qua số điện thoại 0343612345 và giá là 25 triệu đồng cho một em bao ship toàn quốc cho anh em. Gồm cả rắc chuyển đổi ra cổng RCA anh em nha. Rắc AV đấy. Rồi, xin cảm ơn anh em rất nhiều.